Tiếp theo là chúng ta sẽ gõ các bạn. À, nhìn, nghe, gõ, sờ. Thì ta nhìn và nghe rồi, bây giờ cho tới gõ. Mục đích của gõ là gì các bạn? Gõ để mình lắng nghe âm thanh. Chúng ta sẽ gõ theo hình nan hoa ha các bạn. Hoặc là cách thứ hai, ta gõ từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. Thì chúng ta sẽ dùng tay không thận đặt ở trên trên thành bụng, và ta dùng ngón giữa của tay tay thuận á, chúng ta sẽ gõ ha. Và chúng ta lắng nghe âm thanh ha. Gõ hình nan hoa thì chúng ta sẽ gõ theo hình cây câm á các bạn, câm xe á. Cách gõ thứ hai là chúng ta sẽ gõ từ trên xuống dưới và từ trái sang phải ha. Chúng ta sẽ gõ từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới và từ bên trái sang phải. Chúng ta gõ từ trên xuống dưới nè. Chúng ta không bỏ sót ha. Từ trên xuống dưới và từ từ trái sang phải. Chừng nào giáp thôi. Chúng ta sẽ gõ, chúng ta sẽ lắng nghe âm thanh. À, tiếp theo ta sẽ gõ để nghe âm thanh từ đục sang trong và từ trong sang đục để đo chiều cao của gan. Để chúng ta gõ và đo chiều cao của gan thì chúng ta sẽ gõ ở đường trung đòn, thấy các bạn, đây là cái đường trung đòn. Ta bắt đầu đường trung đòn và ta gõ, ta đặt ngón tay vào trong cái liên cái phản gian sườn ha, chứ không đặt, chứ chúng ta không đặt lên xương nghe, chúng ta không có đặt lên xương sườn, chúng ta đặt vào khoảng giữa của hai xương sườn, tức là gian sườn. Chúng đặt ngón tay vào, ta gõ từ trên, ta gõ từ trên xuống dưới đây luôn. Khi mà chúng ta nghe thay đổi từ âm thanh trong sang âm thanh đục, tức là tới bậc trên của gan, chúng ta lắng nghe ha. Trong ha, trong trong còn trong ha, còn trong còn trong nè. Rồi tới đây chúng ta nghe nghe đục vậy nè ha, tới đây là chúng ta nghe đục vậy. Thì chúng ta nghe đục ở cái phản nào chúng ta sẽ ráng nhớ ha. Ví dụ chúng ta nhớ cách đầu vú, cái này nam thì cái vú nó nhỏ chúng ta dễ nhớ nè. Ví dụ như cách đầu vú khoảng 4 cm, 3 cm gì đó chúng ta nhớ. Đục nè ha. Đục nè. Đó. Đang đục mà chúng ta nghe âm thanh trong nè. Tức là từ đục sang trong, đó là bờ dưới của gan. Thì chúng ta làm dấu và chúng ta sẽ đo từ chiều bờ trên của gan đến bờ dưới của gan, xem bao nhiêu cm, xem gan có to hay không. Nên ta đo từ bờ trên của gan và bờ dưới của gan được 9 cm. Như vậy là gan bình thường, không to. Và chiều cao của gan bình thường là từ 8 đến 12 cm đấy các bạn. Chiều cao của gan bình thường là từ 8 đến 12 cm. Thì đối với bệnh nhân này, ta đo giới hạn trên của gan và giới hạn dưới gan được 9 cm, vậy là gan bình thường không to.